Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Z. Violet là một con bài thuộc hệ pháo thủ và no man, có chiêu là pháo đại. Violet bắn một pháo đại cực đại theo hướng chỉ định, gây sát thương phép kèm theo 10% máu đã mất của sát thương thành sát thương phép. Ở level 1 thì pháo đại sẽ có đam là 700 đam. Ở level 2 thì sẽ có đam là 1400 đam và ở level 3 thì sẽ có đam là 2100 đam. Về tầm chiêu thì con Violet này nó sẽ có tầm chiêu nó khá là dị. Ví dụ như kiểu một con tướng mà nó ở cạnh con Violet thì nó sẽ ulti, tất nhiên là không trúng. Còn nếu mà một con tướng mà nó ở vị trí chéo chéo góc hoặc là ở cách xa một ô hay gì đó thì nó sẽ ulti nó lại trúng. Mình cũng không hiểu cái này như thế nào nhưng mà mình đoán sẽ là như con mã. Kiểu con mã sẽ không ăn được cái con bên cạnh ấy, nhưng mà con mã sẽ ăn được theo hình chữ L ấy, hoặc là ăn theo đường thẳng. Thế con này cũng không phải con mã, nói chung là một con gì đó, nói chung là con Violet, nhưng mà nó ăn theo kiểu con mã và nó không ăn được mấy con đường cạnh. Khó hiểu quá nhỉ. Nhìn một cách dễ hiểu hơn thì con Violet sẽ không thể nào ulti được 4 cái ô đứng cạnh nó ở 1, 2, 3, 4 ở ô này thôi. Còn lại thì các ô khác nó sẽ ulti khá là thoải mái. Mình đoán là vậy. Nhưng mà nói chung con này ngu lắm nên anh em cũng không cần chơi nhiều quá đâu. Ở level 1 thì con Violet sẽ có lượng máu là 2420 máu, đam tay sẽ là 297. Và mỗi phát đánh thường của nó sẽ gây ra 8 mana và mỗi lần nhận đam thì sẽ là 6 mana. Con bài này nó khá là dị ở chỗ là con này là pháo thủ. Nhưng mà thực ra con này lẽ ra nếu bạn để đứng ở trên thì nó cũng có khả năng có tác dụng. Ví dụ như trường hợp sau này. Ở level 2 thì con Violet sẽ có lượng máu là 4356 máu, đam tay là 528. Mỗi phát đánh thường thì là 11 mana nhưng mà mỗi phát nhận đam thì cũng là 11 mana. Vậy nên lượng mana khi mà con Violet gây đam hoặc là nhận đam thì nó đều như nhau, nó gần như không khác biệt lắm. Nên anh em có thể để con Violet này đứng lên cao và nó nhận đam thì nó sẽ có khả năng ulti cũng khá là hay. Thậm chí ở level 3 với lượng máu là 7920 máu và đam tay là 980, đam tay to phết, thì mỗi phát đánh thường của con Violet sẽ chỉ nhận có 13 mana thôi và mỗi phát nhận đam của con Violet sẽ nhận lại tận 21 mana. Với cái lượng mana có sẵn là 10 mana trên 80 mana thì con Violet gần như chỉ phải đánh thường và nhận đam khoảng 2 đến 3 phát ở level 3 thôi thì nó sẽ ulti luôn. Tuy nhiên mình cũng không hay để Violet ở trên. Lý do là bởi vì con Violet này có lượng đam tay khá là lớn, do được update mới chỉnh sửa gần đây thì nhà pháo thủ được buff khả năng bắn thường tay khá là nhiều. Nên em cũng có thể cân nhắc để con Violet ở dưới bắn đam tay thường, bắn thường thôi và nó sẽ gây đam do những đòn đánh tay là chính, chứ không phải là do ulti, bởi vì ulti con này rất là ngu. Đó là về cách sử dụng. Còn về khắc chế thì nó sẽ đơn giản hơn một chút. Em khắc chế thì anh em cứ cho những tướng cận chiến vào cận chiến với con Violet, gần như con Violet sẽ không bao giờ ulti được luôn. Còn nếu mà anh em xếp mặt tướng nó đi vào nó hơi chéo chéo một tí thì con Violet nó vẫn có khả năng ulti được. Nhưng mà nói chung con Violet này ngu lắm nên nó ulti kiểu gì cũng trượt thôi. Về vị trí xếp thì như mình đã nói ở trên, anh em có thể xếp ở đằng sau để cho nó đánh thường và lấy đam thường. Hoặc là anh em có thể xếp ở trên để nó dính một tí đam và nó nhận lại mana và nó sẽ ulti. Cái này tùy vào cách chơi của anh em và anh em có thể sắp xếp theo chiến thuật. Nhìn chung thì con Violet nó chẳng gì hay cả. Mình cũng chả muốn review con này đâu, nhưng mà vẫn phải làm thôi, vì nó là một con tướng. Vậy thôi, chúc anh em leo rank vui vẻ.